Sáng ngày 19 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức hội nghị tổng kết thực tiễn luật tố tụng dân sự năm 2015. Thành phần tham dự trực tiếp có ban lãnh đạo, ủy ban thẩm phán, thẩm tra viên, thư ký của Tòa án Nhân dân tỉnh. Thành phần tham dự trực tuyến là các điểm cầu của Tòa án Nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố. Sau khi Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 được thông qua, Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã quán triệt đến toàn thể cán bộ công chức có chức danh tư pháp về những nội dung mới của bộ luật này, kịp thời áp dụng vào công tác xét xử. Ngoài việc tham gia đầy đủ, tích cực các hội nghị tập huấn triển khai Bộ luật tố tụng dân sự do Tòa án Nhân dân tối cao tổ chức, Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu còn chủ động tổ chức các hội nghị tập huấn chuyên đề về bộ luật này, đồng thời chủ động mời các chuyên gia về lĩnh vực tố tụng dân sự để giới thiệu truyền đạt những nội dung được sửa đổi, bổ sung đến đội ngũ thẩm phán, thẩm tra viên, thư ký và đội ngũ thẩm phán nhân dân của Tòa án Nhân dân hai cấp nhằm kịp thời giải đáp, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong áp dụng các quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, các báo cáo viên của Tòa án Nhân dân hai cấp cũng phối hợp với Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật của địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung mới của bộ luật này đến nhiều đối tượng khác nhau trong xã hội, đưa các quy định của bộ luật đến gần hơn với người dân. Bế mạc hội nghị, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Trần Văn Vui khẳng định, qua buổi làm việc với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao, đội ngũ thẩm phán, thẩm tra viên, thư ký Tòa án Nhân dân hai cấp được nghe dự thảo báo cáo tổng kết thực tiễn thi hành luật tố tụng dân sự năm 2015. Từ đó đưa ra các đề xuất kiến nghị sửa đổi bổ sung các quy định của luật và các giải pháp tổ chức thực hiện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết, xét xử các vụ việc dân sự.